Cẩn thận đấy. Dạ vâng. Chỗ này dốc lắm. Vâng, ông yên tâm. Ông ơi, con mệt quá. Ông cho con nghỉ đi. Ôi, đau hết cả người. Tao cũng nghỉ cái. Ông ơi, đời tối nhanh ông nhỉ. Đúng là các cụ có câu chẳng thai ngày tháng 10 được cười đã tối. Dạ. Đưa cho ông nước con. Dạ vâng, đây nước của ông ạ. Hết sạch nước rồi. Đấy là ông uống hết rồi ấy. Mày đi lấy nước cho uống. Khát quá. Ông ơi, trời tối đen như mực, nữa rừng như thế này con lấy đâu ra nước cho ông. Ông cứ làm khó con. Tại mày năm nay ấy, mày đi chậm quá. Bằng giờ này năm ngoái đã tới quan phủ rồi. Ôi mày đi lấy nước cho ông uống. Ông không biết đâu. Ông mày làm cách nào mày làm ông có nước ông uống là được. Đây rồi, ông ơi. Con thấy rồi, con thấy rồi. Ông đợi con tí nhá. Ông ơi, có ông ấy quả táo đại. Ông ăn đi, ăn là có nước ngon lắm ông ạ. Cái thằng này. Tí cả của nó. Đúng là thằng hầu. Bạ cái gì cũng nhét vào mồm. Ông nó khác. Cái gì đã nhét vào mồm ông ấy, toàn của ngon vật lạ thôi. Mày đi lấy nước cho ông uống. Ông đúng rồi. Quý là của rồi. Ngon như thế này chẳng chịu ăn gì cả. À, nước hả ông? Ừ. Con nghĩ là cách này rồi. Ông đợi con tí nhá. Ừ. Ông đợi con tí. Ô hay. Thằng này mày dở hơi à? Mày thừa sức à? Mày để sức bằng cõng ông nhưng mày chạy đi chạy lại làm gì? Ông chả hiểu gì cả. Con có phải đâu mà thừa sức. Đây này, ông ơi, nước này, ông uống đi. Ê, uống đi. Mày bảo tao uống nước mồ hôi của mày à? Ôi trời ơi, cái mồ hôi của mày gớm, nó mặn chát như muối ấy. Mày lại xui ông uống để ông chết à? Con quên mất là mồ hôi không uống được. Ông ơi, con bảo này, hay là ông con mình thì cố gắng nhìn tiếp đi. Chứ bây giờ ở cái vùng hoang vu như thế này, tối tăm như thế này, ngộ nhớ mà thổ phỉ ra nó cướp mình là chết đi ông ạ. Ở giời, thằng này, tao sợ gì thổ phỉ? Cả cái tổng này, ai còn lạ gì cái mặt tao? Thổ phỉ biết cướp mà tao sợ gì? Ông ơi, thổ phỉ nó không quan tâm ông là ai đâu. Nó chỉ quan tâm đến quần áo ông mặc trên người, mới lại tiền ông nấu trong người thôi. Thứ tiền đấy. Vâng. À này, cái hộp tặng quà này. À, đấy. Tao để trong này nhá. Dạ vâng, con nhớ rồi, ông yên tâm đi. Mày cứ để đấy. Tí nữa con giấu cẩn thận. Này, dạ. Mà bọn phỉ nó phát hiện ra, nó chỉ biết đấy là cái túi cơm thôi. Còn tiền đây đây. Ông mày cầm hết đây rồi. Ông ơi, con nói dở với ông một câu nhá. Ngộ nhỡ gặp thổ phỉ thật ý, thì ông cứ nở một nụ cười thật tươi như thế này này. Ê, người ta có khi người ta nhẹ tay. Chứ ông mà giữ cái mặt khó nằm nằm lạnh như tiền như thế à. Nó đánh đầu lắm ông ạ. À, dạ. Mày nói là thổ phỉ nó dọa nó đánh tao á? Vâng. Thổ phỉ chứ cụ thổ phỉ có dọa tao cũng đừng hòng tao cười nhá. Lấy được nụ cười của tao khó lắm. Tao đố thằng nào ở trên đời này mà lấy được nụ cười của tao. Tao thà là vàng bạc châu báu tao không cần, nhưng lấy nụ cười của tao là hơi hiếm đấy nhá. Ông đúng rồi. Còn chịu ông rồi đấy. À này. Sứt ơi. Dạ. Ông nhìn thấy cuối dốc có vũng nước châu đằn. Mày xuống đấy lấy nước cho ông uống. Con cũng nhìn thấy rồi. Ông con mình đi xuống đấy cùng nhau đi. Chứ để ông ở đây một mình á, con cũng không yên tâm nữa ông ạ. Nhưng mà mày phải cõng ông. Thôi ông ơi, con mệt lắm rồi. Ông cho con nghỉ, con còn xuống đấy còn lấy nước nữa ông nữa. Cái thằng này thế không cõng tao à? Dạ vâng, con mỏi lắm. Ông cho con đi trước không nhá. Con đi này. Cái thằng này. Cái thằng sứt này. Mày đợi ông với. Úi dồi ôi. Dốc thế này, mày không cõng ông để ông ngã dập mặt nha. Sứt, đợi ông với. Đại ca, vụ này tính như nào bây giờ? Em nghĩ thằng này có tiền đấy đại ca. Anh này nhiều tiền thật đấy. Này bắt đâu nhá. Bắt đi. Đợi lên đi. Lên thôi.
Con mồi này béo đấy. Chúng mày lên. Ôi giời ơi, sao lâu thế Sứt ơi. Mau lên mang nước cho ông khát quá rồi Sứt ơi. Sứt nước này rồi ông ơi. Nước này rồi. Mau lên. Ôi giời ơi, ông cũng phải từ từ cho con thở. Nước ông mệt lắm rồi ông nưởng à. Ông khát khổ hết cả họng rồi. Ôi giời ơi, con phải lặn lội xuống tận cái mũng đầu nằm ấy mới lấy được nước cho ông ấy. Ông uống đi. Ông thấy không? Nước trâu đầm mà có ngon không? Được lạ quá con ạ. Buông đến đầu, nó biết đến đấy. Thế mà lúc nãy ở trên núi, ông bảo ông là người cao quý. Cho nên ông thứ ông ăn ông uống cũng phải là cao hương mỹ vị gì. Ông mới ăn mới uống. Thế mà cuối cùng ông cũng uống nước trâu đầm. Mày chỉ là cái hành lý sự. Nó tùy theo hoàn cảnh như này. Đấy. Thôi. Dạ. Mày đưa ông đi. Gần đến nơi rồi, còn một đoạn nữa thôi. Thôi ông ơi, ông đừng bắt con cóng nữa, con mệt lắm. Vừa rồi con phải lặn lội xuống tận như đấy. Ông tưởng là ông mệt lắm chứ. Mày vẫn phải cõng tao vì mày là thằng đầu của tao. Ông ơi, ông đi dậy. Ông chả thương con gì cả, ông cứ nghĩ con là trâu bò, ông mảng ấy. Mệt bỏ. Thế tao thương mày, mày không thương tao, mà mày thương ai? Dạ, ông đau lưng à? Ông đau lưng quá. Từ từ thôi, ông để con cõng chưa? Cõng đi con lên. Từ từ ông ơi, từ ông ơi. Ông để con xem, hình như là có cái gì ở đây ấy. Ông vẫn ở đấy. Ôi dồi ôi, mau lên cõng ông đi nào. Ôi, ông ơi, chết rồi ông ơi. Chết rồi ông ơi. Thổ rồi ôi, thế là tao phải thổ nước bẩn mày vừa cho ông uống à? Không ông ơi, nước bẩn đã tốt, phỉ cơ. Hả? Thổ phỉ á? Nghe đi ông, ngồi xuống. Bắt được rồi nhá. Ngồi xuống. Lão già và thằng đầy tớ cứ bình tĩnh. Ta không cần lấy mạng của các ngươi đâu. Có tiền nôn hết ra đây. Nôn hết ra. Dạ. Mày giúp ông đi. Ông ơi, những lúc khó khăn này, hoạn nạn như thế này, ông mới nhớ đến con. Còn những lúc ông ăn cao lương mỹ vị, ông đã nó con ăn bao giờ à? Giúp ông đi. Thôi được rồi, con chỉ giúp ông một lần này thôi nhá. Lần sau mà ông có cao lương mỹ vị thì ông phải cho con ăn nhá. Giúp ông đi. Dạ. Em làm đại ca. Cái gì? Dạ. Mày nói cái gì? Tao nuôi được mày ngày nào mà mày đại ca mới đại cốc hả? Dạ ơi, các đại ca cứ bình tĩnh. Dạ, nếu mà các đại ca không thích em gọi là đại ca thì em xin phép gọi là bác cướp vậy. Dạ, bác cướp rồi, em bảo rồi. Tưởng các bác cần gì chứ cần tiền á. Ông đánh nhà em đầy tiền. Tao biết rồi. Dạ. Ông ơi, lúc nãy con đã dặn ông rồi. Dặn ngộ nữa mà gặp thổ phỉ thì ông cứ cười thật tươi. Ê, người ta nhẹ nhàng với mình nhưng mà ông đưa tiền cho người ta đi, thế là ông con mình được tha vậy. Mày bắt tao cười còn lâu nhỉ? Ông mà phải cười với mấy thằng phỉ à? Này, lũ phỉ có biết ta là ai không? Ôi, lão là ai? Không nhận ra. Ai biết lão rồi? Nhìn mặt không nhận ra. Không biết. Tránh tổng nổi tiếng cả cái vùng này đấy. Ôi dồi ôi, tao sợ quá. Ôi lão ấy là tránh tổng đấy. Sợ quá cơ. Chúng mày đâu? Lấy đầu nó cho tao. Thưa các đại ca, em có ý này. Dạ, cái gì? Dạ, thưa đại ca, dạ. Đấy. Thật không? Dạ, thật ạ. Nếu mà đại ca không được việc ấy, đại ca cứ lấy đầu của em luôn đi. Tao chém cụt đầu mày trước nhá. Dạ không, đại ca cứ phải thêm em có được việc không ấy nhé. Rồi. Dạ. Này, lão già, bây giờ ta cho lão hai lựa chọn. Thứ nhất, tiền của lão đưa hết đây cho ta. Thứ hai nói luôn đi. Thích thứ hai gì? Có luôn. Ta muốn nhìn thấy nụ cười ở trên môi của lão.
Đại ca bị điên rồi. Được cái gì đâu, nụ cười cần gì đâu. Này, chúng mày im. Chúng mày biết cái gì? Mày, tao nuôi ông tay áo à? Ông thằng này. Ông ơi, ông nghe con, họ là cướp ấy. Ông mà không gửi một cái á, họ lấy hết tiền á, không được á, họ còn đặt cả đầu ấy. Rồi nên ông ơi, ông thương tình, ông cứ gửi một cái. Gửi đi, gửi đi. Mất gì đâu hả ông, có mất gì đâu, ông cứ gửi. Thế nào lão già? Không đời nào nhá. Đến 9 đời nhá, mấy thằng phí cũng không bắt ông cười nhá. Hả? Kinh quá nhờ. Ông là ông đàng hoàng. Chúng mày bắt được ông cười hơi khó. Đây, bao nhiêu vàng bạc ông để trong cái túi này, ông đưa hết cho chúng mày. Này, các em, thấy thế nào? Quá giỏi, giỏi quá giỏi, dạ. Ta phải khác các người chứ. Này, lão già, đúng là từ trước đến nay chưa bao giờ ta gặp một người nào kỳ quặc như lão đấy. Thôi lấy tiền rồi đi đi. Về, về. Không phải đa ta. Em chào các bác cướp ạ. Ông ơi, con đến bên chị ông ấy, con đến vái ông 10 vái ông ạ. Ông cười có một cái thôi thì có phải không mất tiền đâu. Đằng này á, ông nhất định không chịu cười. Ui giời ơi, nó bắt được ta cười đến cả họ là chứ nó cũng không bắt ông cười nhá. Vàng bạc thế gì đây này, ông mày còn để trong vạt quần mới là chính đây này, còn cái chỗ đấy là chỗ bạc lẻ thôi. Ui, đấy còn cái chỗ này nó tưởng là cơm nắm, cái cháp của ông còn không? Còn đấy. Ôi giời ơi, mấy cái con bò cướp kia chúng mày còn non lắm các con ạ. Ông nhớ bé nó nhớ nó quay lại đấy mình ngờ đấy ông ạ. Thôi đi mau. Đi mau thôi con. Đi không nó quay lại. Ông bây giờ không cần cõng nữa. Đến gần cổng quan cõng cũng được. Dạ vâng. Đi mau. Mấy con thằng cướp ngu như bò. Làm gì đấy? Này, ôi, mẹ bảo đây, đây là lần tiểu lầu, sao con lại dẫn chúng ta đến đây làm gì? Tiểu lầu hay lầu xanh thì con không quan tâm. Con chỉ cần biết ở trong này có rất nhiều nàng tiên thôi. Mẹ, lấy một nàng tiên về làm vợ cho con đi. Ôi dồi ôi, khổ quá. Nhưng mẹ nói đây là chốn lầu xanh, làm gì có cái đứa nào tử tế đâu mà con đòi cưới về làm vợ. Thôi, đi về, nhanh lên. Ứ về, thằng này ứ về. Con này. Thằng này muốn lấy một nàng tiên làm vợ cơ. Mẹ có biết là mẹ nói như thế làm tổn thương thằng bé không? Dồi ôi, con lúc nào cũng nhõng nhẽo mẹ đấy. Có khách, có khách. Đây. Chào các thượng khách. Cái thằng kia, mày đi đâu đấy? Mời các thượng khách lên lầu dùng rượu và thưởng thức các món ngon ạ. Này, thằng này hôm nay đến đây không phải để ăn uống nhá, mà là để ôi trời kia có một nàng tiên nữa. Đến đây có một nàng này của ta. Nàng này có nàng của ta. Tiên nào cũng có, cậu cứ từ từ ạ. Này, tú bà có biết ta là ai không? Bà là... Bà nhìn mà không biết à? Đây là bà cả à? Vợ quan huyện đó. Đúng rồi đấy. Ôi, vợ quan huyện ạ. Con lạy bà. Con mời bà và cậu lên lầu dùng các món ngon ạ. Thôi khỏi cần. Đưa cậu lên trên đó, phục vụ cậu cho nó chu đáo. Dạ. Và nhớ không được để cậu phật lòng đó chưa? Dạ, con đội ơn bà. Này, con đi lên đấy nhá. Mẹ về trước, nhớ là giữ gìn sức khỏe đấy. Con nhớ rồi. Mẹ về luôn đi. Về đây. Về luôn. Sao con bà? Đi theo bà. Đưa con bà về. Nhanh. Đâu? Ra mời khách vào em. Đúng rồi, đào. Tiên nữ giáng trần, xoay. Vào. 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 Mời khách vào. Chị ơi, bài hát này hay lắm cơ. Sao mà hay? Cái đau mắt cơ. Cái đau.
đẹp của ta. Chàng ơi, chàng đã vào tử lầu quán của thiếp thì mời chàng xưa rượu tình à. Rượu ngon, rượu ngon. Rượu này ngon hơn hẳn rượu ở phủ của ta. Đấy, cái thằng hầu ấy ở phủ nó rót cho ta cái loại rượu uống như là uống nước ao tù ấy. Chuyện rượu của quan làm sao sánh bằng rượu của đào được ạ. Trời ơi, động tiên gái đẹp tuyệt trần, hằng nga dáng thế muôn phần đẹp hơn. Chàng ơi, chàng cứ bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được. Đây, chàng uống thêm xót rượu này để cho nó thăng. Ôi, ta thăng lắm rồi. Ôi giời, ta thăng đến mức ta được gặp tiên nữ ở đây. Bây giờ ta phải làm thế nào? Làm thế nào ạ? Chàng ơi, còn chờ gì mà ngồi ở đây nữa? Vào đây với thiếp. Vào đây. Vào. Nhanh lên vào đây nào. Sao mình lại ngủ bên nhà thằng muối nhỉ? Mình về với vợ thôi. Bây giờ về đi, vợ nó đánh chết đi. Thôi ngủ vậy. Kệ. Ôi thằng muối, mày dám tòm tem con gái ông à? Mày dám qua trời bằng vung à? Chạy đi. Tao giết mày. Cha mày. Mày. Tránh cổng, tránh cổng, tránh cổng. Ông tránh cổng, ông tránh cổng, ông tránh cổng. Úi giời ơi, tao lạy mày. Mày không cho tao ngủ nhờ nhà mày một hôm à? Úi giời ơi, lúc nào cũng quỳnh hương. Úi giời ơi, sáng thì mày hái hoa súng, chưa đi cày về thì mày lại hái hoa mai, xong là chiều mày lại hái hoa hồng. Hoa gì mày gặp mày cũng hái. Úi giời ơi, đến đêm về lại còn quỳnh hương, quỳnh hương. Nhưng mà quỳnh hương của tao đẹp hơn tất cả những loài hoa có trên thế gian này, khờ có biết không? Tao lạy mày, mày không định cho tao ngủ nhờ một hôm à? Xin lỗi khờ nhá, tao vừa mới mơ. Tao mơ thấy... Tao biết rồi. Tao biết mày mơ thấy cái gì rồi. Mơ thấy cái gì? Mày mơ thấy quỳnh hương. Suốt ngày quỳnh hương, quỳnh hương. Mở nhá, tao chưa thấy ai mà si tình như mày ấy. Này, hay là ngày mai tao đưa mày ra chỗ ông thầy đồ ấy, nhờ ông ấy vẽ cho một bức tranh có quỳnh hương, thì lúc đấy mày không phải mơ với ả mộng nữa. Nhờ. Tao vừa mơ thấy nàng. Tao và nàng cầm tay nhau đi trên cánh đồng hoa cải. Và thế rồi, mày gặp một người nữa đúng không? Gặp ai? Tao nói thử xem nào. Tao nhá, khù khờ thế thôi, nhưng mà người không khí, tao cũng biết người ấy là ai đấy. Là ai? Khờ nói đi. Mày gặp cái mặt ông lão tránh tổng khó tin. Làm sao mà khờ biết được? Sao mà khờ chả biết? Mà này, mày quên quỳnh hương đi. Chứ đũa mốc thì làm sao mà tròi được mâm son. Mày quên hẳn nàng ấy đi. Không lấy được nàng ấy làm vợ đâu. Nhưng ta không thể quên nàng được. Tao tin chắc rằng kiếp trước nàng chính là vợ của tao. Quỳnh hương ơi, ta yêu nàng. Vợ ơi, khờ muốn đi ngủ.
Quỳnh Hương, giờ này nàng đang làm gì? Anh Muối, anh Muối, cô làm sao thế hả? Cô lại nằm ác mộng đúng không? Ừ. Mà anh Muối là anh nào vậy? À, thì anh Muối, cô lại phải lòng anh nào tên là Muối rồi đúng không? Ta, cô có kể cho em nghe không? Nếu mà cô không kể, em mách ông trả. Ấy, đừng. Thôi được rồi, để ta kể cho em nghe. Tôi chả yêu sao nữa. Mà này, ông có làm được bài đâu. Đây, chú ơi. Ai như nàng Quỳnh Hương thế nhỉ? Nào, bỏ cái khăn xuống cho ta nhìn mặt tí. Thế nào biết được không? Đi đâu đấy? Hai mông ra, đây là thư sinh có học, ta phải giữ ý một chút chứ. Thì cứ bỏ cái khăn xuống cho em nhìn mặt tí nào. Mông ra, kêu tôi bồi, mông ra kêu tôi bồi. Mông ra. Ôi, không phải việc của mày nhá, tránh ra. Chúng mày là thư sinh, chúng mày là người có học, tại sao lại đi sàm sỡ con gái nhà lành như thế à? À, thằng này, thích nhiều chuyện à? Đánh nó, đánh nó. Thằng này giỏi à? Mày nhớ vào tao nhá. Nàng có làm sao không? Nàng là Quỳnh Hương, con gái của Chánh Tổng phải không? Vâng, anh là... Tôi là Muối, người cùng làng với cả Quỳnh Hương đấy. Anh Muối? Ừ. À, tôi nhận ra rồi. Cảm ơn anh. Wow. May cho cô đấy nhá. Thảo nào dạo này em cứ thấy cô Hương khác. Khác cái gì? Lại còn chối nữa. Thế là phải lòng Hoàng tử Muối rồi đúng không? Em này, ai mà phải lòng anh ta cơ chứ? Chỉ có điều là anh ta cũng dễ thương này. Người nhỏ con vậy thôi mà đánh võ giỏi ghê á. Em mà là cô á thì cũng gì? Cũng làm sao? Thì em cũng phải lòng giống cô ấy mà. Con bé này, cô đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm đấy, không thể nói chuyện với em nữa. Cô có ngủ được không đấy? Ngủ đi. Ôi trời ơi. Ông ơi. Sứt thả ông xuống. Ôi trời ơi. Nẹp quá ông ơi. Đến cổng nhà quan rồi. Đến. Mày đưa ông vào gặp quan. Đến rồi ông ơi. Nói thật với ông là con đi với ông đến đây hàng trăm lần rồi. Mà đưa mà nó con đếm được tính nhắc bao nhiêu bức tranh ông ạ. Thằng mày, sao mày ngu thế? Để sức mà cõng ông. Mày dở hơi à? Đếm thì làm sao mà xuể được? Đấy là lại con bắt tiếc ông cái tính cẩn thận ấy. Đi đến đâu con cũng phải đếm sao nào nó tính ra không ạ. Cẩn thận cái con khỉ ấy. Ông là ông chưa quên cái vụ mà mấy cái thằng thổ phỉ nó cướp tiền của ông đâu. May ấy, ông còn giữ được cái này. Mới có cái để tặng quan, không có cái gì tặng quan ấy. Có mà ê cái mặt. Nhắc đến thổ phỉ con mới nhớ. Nói thật với ông nhá, đấy là con lo cho ông lắm ấy. Con chỉ sợ mấy thằng thổ phỉ ấy, nó lấy mất cái đầu của ông ấy thì con ân hận suốt đời. Không đấy. Dạ. Sao mày dở hơi thế hả? Mày muốn ông chết à? Dạ. Nó lấy mất đầu của ông mà ông đi ngủ với Jun thì mày lấy gì mày ăn hả? Ngu. Dạ. Thôi đưa ông vào gặp quan. Ông ơi, nó con hỏi ngu ông một câu nhé. Hả? Có phải ông vào gặp quan để ông xin thăng chức lên huyện mà không hả ông? Cái thằng này, cái việc gặp quan ấy, hỏi gì, xin gì là do ông. Việc gì đến mày? Mày cứ lẳng nhẳng. Dạ. Đưa ông vào. Dạ. Cống không? Lại cống hả ông?
không cõng rồi làm gì? Ông ơi, còn có vài bậc nữa, ông đi bộ cũng đến nơi, ông cứ bắt con cõng. Cái thằng sứt ngậm mày. Dạ. Thế mày hầu tao, mày không cõng tao thì mày làm gì? Mấy bước cũng phải cõng. Dạ vâng. Cõng tao. Dạ, mời ông lên ạ. Cõng. Ôi, dạ, ôi. Ông lên gặp quan, nhanh lên. Dạ vâng ạ. Ôi, ai ôi. Nhanh lên. Dạ vâng, con anh nhìn nhanh hết cỡ rồi ông ạ. Ừ. Nữa lên. Dạ. Vào. Quan dậy chưa nào? Ôi. Ông ơi, xuống, ôi nó ôi, đau hết cả lưng. Ôi nó ôi, nhìn cái khu ấy, nhà riêng của quan tâm mà khang trang mà đẹp thế ông nên được tích thật đấy. Ôi, ôi, dạ vâng, con biết rồi, đứng im. Anh lính ơi, anh cho tôi hỏi, giờ này quan lớn đã dậy chưa? Quan ngủ muộn lắm, giờ này chưa chắc đã dậy, nhưng bà hai chắc đã dậy rồi. Các ông cứ đứng ở đây để con vào con bẩm báo ạ. À, vâng vâng, anh cứ vào báo với quan lớn là có thánh tổng, người thôn đoài, dạ, là bạn học cùng trường với quan lớn, dạ, hôm nay đến có chút quà tặng quan lớn. Ô bố. Này, mày đứng ở đây đợi tao. Dạ vâng ạ. Tao đi cổng hậu cũng được. Ô bố. Cứ ngộn như thế này, chả dùng được, kể nó cũng phí. Tụi cầm, mày vào đây làm gì? Có khách phòng, mày ra mày bảo khách là cứ ngồi chờ. Và quan còn đang ngủ nhá. Gì nữa? Hiểu rồi. Ê, quà gì? Quà thứ ở ngoài nhá. Quà? Quà đâu? Quà đâu? Quà đâu? À. Mình ơi, quà đâu ở mình? Quà của khách mang đến cho mình. Ôi trời ơi, quà của khách mang đến thì mình phải nhận ngay chứ. Mình để người ta chờ, người ta không chờ được người ta về thì sao? Ôi giời ơi, quan này thiếu gì quà. Nàng thích cái quà gì mà chẳng có. Đúng là đàn bà đang ngủ. Đàn bà thì sao? Đang ngủ nghe thấy quà thì phải bật dậy là đàn bà chứ còn sao nữa. Người ta phải biết vun vén này, chăm lo cho chồng chứ. Thế mà cũng chắc người ta giận. Ôi, thế cả một đống quà đây nàng có dùng hết không? Nói đến lại thấy ấm ức. Quan xem đấy, bao nhiêu là quà, bao nhiêu của ngon vật lạ bà cả bà giữ hết rồi. À, thiếp làm gì có cái gì đâu, ngoài hàng đêm ngủ với quan thiếp chẳng được cái gì cả ấy. Thật là thiệt thôi mà. Có quan hiểu rồi. Được rồi. Bây giờ quan đưa nàng ra để xem họ tặng cái quả gì quý thì quan đưa cho nàng luôn nhé. Trời ơi, thật không? Làm gì đây? Chờ thiếp. Này, cầm. Đi ra ngoài kia nhá, bảo người ta đứng đấy chờ. Quan ra ngay lập tức, nhớ chưa? Hả, cứ hiểu gương mặt hơ hơ như thế. Nó bị cầm. Ra bảo thằng lính, mời người ta vào. Chả hiểu cái gì cả. Bước, nhanh.
Mình để em. Lính đâu? Quan truyền mời khách vào trong phủ đợi quan ra nhận quà. Yêu lắm cơ. Đi, mình ra nhận quà đi, đi con đi. Đợi quan. Đi. Chàng ơi, thích quá chàng ơi. Chàng này, sao tôi mà đẩy ngã thiếp thế hả? Tí gãy cả lưng rồi, một cái phản thịt đè lên người. Nhìn thế này. Hả? Nhìn cái gì? Nhìn cái này này. Thấy chưa? Đây chính là nhà ta. Cái gì cơ? Nhìn kỹ đi, nhà ta đây. Đây là nhà của chàng á? Đúng rồi. Đây, nhưng mà đây là quan phủ mà. Trời ơi, tại sao chàng lại đưa nó thiếp đến quan phủ gì? Nhìn kỹ lại đây. Đây chính là nhà của ta. Cái gì cơ? Ôi, đây á, đây là nhà của chàng á? Đúng rồi. Ôi, thế có nghĩa là chàng chính là cậu ấm con của quan huyện à? Đúng rồi. Trời ơi, thật không? Ta không phải là dạng vừa đâu. Ôi, chàng ơi. Thế chàng thử chứng minh đi. Đúng rồi. Tại sao lại này? Này, ta bảo. Ta sẽ thể hiện cho nàng xem nhá. Nhìn kỹ này. Nín đâu? Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống nhanh. Đứng lên từ từ. Ngồi xuống nhanh. Ôi, ta tin rồi. Đấy, bây giờ ta sẽ điều khiển tất cả cái đám lính này cho nàng xem nhé. Lính đâu? Ngồi xuống. Đứng lên. Ta tin rồi. Trời ơi, bây giờ ta sẽ cưới nàng làm vợ. Nàng sẽ là vợ ta và sẽ là con dâu của Tri Huyền. Mày ê này, mày thích ê không? Mày đi hầu cậu mà mày đi ăn chơi nhảy múa để tao và mình hả? Đau thật đấy. Nàng ơi. Ôi. Nàng đã thấy chưa? Thằng Câm này nó làm chứng cho tao đây. Thiếp ý, thì thiếp tin rồi. Thế nhưng mà vẫn còn hơi vỡ ngỡ. Nàng vẫn còn vỡ ngỡ. Thế nhưng mà đợi tí nhá. Ra tao bảo. Đây. Bây giờ cái thằng này, thằng Công này nó sẽ nói cho nàng biết. Nói đi. Đúng rồi, thằng Công này mày nói cho nàng nghe. Nói đi. Mày nói như thế thì ai hiểu được à? Mày phải nói thành tiếng chứ. Đúng là cái đồ câm. Ê, nàng ơi. Chàng. Để ta phiên dịch cái nàng nhá. Nó nói là ta muốn lấy nàng làm vợ. Thiếp bây giờ thì cũng đồng tình theo chàng thôi. Được rồi, để bây giờ ta sẽ đưa nàng vào trong. Ta sẽ bế nàng vào trong. Thật á? Thiếp muốn. Tự nhiên đau nừng thế nhỉ? Cầm. Bế hộ cậu cái. Nhanh lên. Mày thích à? Mau lên. Còn gì nữa? Chàng ơi. Nàng thích như này không? Có, ta thích lắm chàng ơi. Ôi chàng ơi, chàng có phải chàng sẽ cưới thiếp làm vợ đúng không? Đúng rồi. Và cái phủ này sẽ là của thiếp đúng không? Đúng rồi. Chuyện gì thế này? Ta chỉ lấy nàng làm vợ thôi. Cái gì? Lấy cái gì?
sao con lại đưa con Ả Đào này về đây làm gì thế này hả? Lính đâu? Đưa con ta về tiểu lâu. Con Ả ơi. Tôi tổ. Này, từ từ. Anh làm gì thế? Con đập răng tự tử. Con để xin con. Khổ quá con. Con không để cho nàng rời xa con đâu. Tại biết rồi. Cho mẹ đuổi nàng tiên rồi con. Con uất đức quá là con cắn răng con tự tử. Thôi, mẹ xin con, mẹ bảo đây. Thôi được rồi, con cứ bình tĩnh. Bây giờ thế nhỉ nha. Đưa cô ta về phủ để mẹ xin ý kiến của cha con đã. Mẹ nhớ nhá. Được rồi. Đi chàng nào. Chị ơi, đưa mẹ. Xin nhiều chàng. Nàng đi đi. Cái thằng này, con đứng đấy à? Mày làm gì đây? Thằng này nó làm sao đấy? Hả? À, con hiểu rồi. Anh Cầm ấy, anh cũng muốn lấy vợ như cậu. Này này này, lấy cái đầu của mày ấy. Về, nhanh lên. Đi về theo cậu. Trời ơi là trời. Tưởng đòi lấy ai không lấy. Lấy ngay cái con Ả Đào có chết không nghe chứ. Bà vào nhà đi ạ.